Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Điều tra TV. Thưa quý vị, sau khi bản án tử hình có hiệu lực pháp luật, tử tù sẽ còn chờ đợi bao lâu nữa cho cái ngày cuối cùng của đời mình? Cuộc sống của họ sẽ ra sao trong những ngày chờ đợi căng thẳng đó? Và những gì diễn ra trong buổi sáng mờ sương, hoang lạnh trước giờ thi hành án? Những câu chuyện, vụ án sau đây sẽ trả lời cho những câu hỏi đó, đồng thời tái hiện lại những ngày cuối cùng của một số tử tù với tất cả sự tiếc nuối và những sám hối cay đắng ở nơi họ. Đó cũng như là một lời cảnh báo về cái giá phải trả cho tội ác. Và bây giờ xin mời quý vị đến với nội dung chính trong chương trình ngày hôm nay. Miyuki Ueta, 49 tuổi, bất tỉnh khi đang ăn tại trại giam ở Hiroshima, miền Nam Nhật Bản, cuối tuần trước. Phát hiện nữ tử tù này bị nghẹn thức ăn, các giám thị đã cố gắng sơ cứu và đưa Ueta tới bệnh viện. Bộ Tư pháp Nhật Bản sau đó xác nhận Ueta qua đời tại bệnh viện do ngạt thở. Nữ tử tù này đang dùng nhiều loại thuốc điều trị bệnh và từng bất tỉnh một tuần trước đó trong lúc ăn. Cái chết của Ueta khiến danh sách tử tù chờ thi hành án ở Nhật giảm xuống còn 105 người lúc bấy giờ. Ueta bị kết án tử hình năm 2017 vì sát hại hai người đàn ông. Theo cáo trạng, Ueta năm 2009 đánh thuốc mê tài xế xe tải Kazumi Yabe và dìm người này xuống biển. Cùng năm đó, cô tiếp tục đánh thuốc mê và dìm chủ cửa hàng điện thoại Hideki Maruyama xuống sông. Theo Japan Times, Ueta sát hại hai người đàn ông này để không phải trả nợ cho nạn nhân. Người phụ nữ này liên tục khẳng định mình vô tội trong suốt phiên tòa, nhưng Tòa án Tối cao Nhật Bản y án sơ thẩm cho rằng Ueta đã thực hiện tội ác tàn độc được lên kế hoạch từ trước với mục đích giết người. Con trai của nạn nhân Maruyama cho biết anh ngạc nhiên khi một tử tù lại chết theo cách này. Thêm rằng, giới chức Nhật Bản đã trì hoãn thi hành án với Ueta quá lâu. Theo các nhà nghiên cứu lịch sử, thông lệ bữa ăn vui vẻ cuối cùng của tử tù có từ thời Hy Lạp cổ đại. Mục đích của việc làm này nhằm xoa dịu tù nhân sắp bị hành hình. Chết sau khi được ăn uống no nê sẽ khiến linh hồn không còn oán giận. Dưới thời đế chế La Mã, các võ sĩ giác đấu thường có một bữa ăn tối thịnh soạn trước khi ra đấu trường vào hôm sau. Công việc của họ vô cùng nguy hiểm khi có thể bị giết chết ngay trên đấu trường. Tại Trung Quốc thời phong kiến, người dân quan niệm nếu được ăn no trước khi chết thì sẽ khiến người đó có kiếp sau tốt hơn. Vì vậy, trước khi bị hành hình, tử tù ở Trung Quốc thời phong kiến thường được cai ngục chuẩn bị cơm, rượu, thịt đầy đủ để tiễn đưa họ sang thế giới bên kia. Đến thế kỷ thứ 18, một số tử tù có địa vị giàu có quyền lực được cho phép ăn bữa cuối cùng với người nhà, bạn bè trước ngày bị hành quyết. Theo thời gian, một số nước trên thế giới có những quy định về việc chuẩn bị bữa ăn cuối cùng cho tử tù. Thông lệ này được coi là hành động mang tính nhân văn, giúp phạm nhân thưởng thức bữa ăn thịnh soạn trước khi từ giã cõi đời. Nhiều nhà tù chuẩn bị bữa ăn cuối cùng cho tử tù dựa theo yêu cầu của họ, ví dụ như tù nhân muốn ăn cá rán, khoai tây chiên, bánh mì, bánh kem, cà phê, sữa, thịt, v.v. đều được nhà tù chấp nhận và chuẩn bị. Giới chức trách cho mỗi tử tù một số tiền nhất định, từ 15 tới 40 đô la Mỹ cho bữa ăn cuối cùng của phạm nhân. Một số tử tù vui vẻ thưởng thức bữa ăn cuối cùng trong cuộc đời, tuy nhiên không ít phạm nhân không thể nuốt trôi bữa ăn thịnh soạn đó. Năm 1983, Edmund Zagorski đã bị đưa ra xét xử về tội giết người dã man, chịu mức án cao nhất là tử hình với thời gian thi hành án là 34 năm sau ngày tuyên án. Và ngày đó cũng đã đến. Vào thứ Năm vừa qua, ngày 1 tháng 11, ông lão Edmund, nay 63 tuổi, đã chính thức bị xử tử lúc 7 giờ 26 phút tối tại nhà tù bảo mật cao nhất Nashville, bang Tennessee của Mỹ. Thay vì chọn cách hành quyết bằng hình thức tiêm thuốc độc như bao tù nhân khác, Edmund lại quyết định chơi trội bằng cách một mực yêu cầu mình bị tử hình trên ghế điện. Trước khi bản án được thi hành, Edmund vẫn có quyền được yêu cầu bữa ăn cuối cùng, một món tùy thích bất kể là sang trọng đắt tiền đến đâu. Không chọn tôm hùm hay vi cá, ăn kèm với rượu vang gì rất, yêu cầu của tù nhân này chính ra lại khá đơn giản là đuôi lợn và giò lợn ngâm giấm. Người nhà của hai nạn nhân năm 1983 cũng đã được mời đến chứng kiến cảnh xử tử Edmund. Sau khi đánh chén no nê món đuôi lợn khoái khẩu của mình, ông thong thả bước vào phòng hành quyết, không quên nở nụ cười đầy thân mật với người nhà nạn nhân qua lớp cửa kính. Edmund được buộc đủ các loại dây đai vào người nhằm giữ chặt ông trên chiếc ghế tử thần kia, kèm theo một miếng bọt biển đẫm nước được đặt trên cái đầu hói để dòng điện dẫn truyền đến não nhanh hơn nữa. Tù nhân 63 tuổi cũng được cho nói một câu cuối trước lúc chết và một lần nữa ông lại gây sốc với lựa chọn của mình. Quẩy lên nào! Vừa dứt lời thì dòng điện 1750 V chạy thẳng qua người tên tử tù suốt 20 giây liên tiếp khiến tay chân ông đỏ ửng, người co giật liên hồi. Nhưng có vẻ như chừng đó vẫn chưa đủ để hạ gục Edmund. Luật sư của ông cho rằng
Người này vẫn còn thở trước khi phải qua đợt sốc điện thứ hai kéo dài trong 15 giây. Sau đợt này thì ông ngừng cử động hẳn. Đã có nhiều luồng ý kiến trái chiều xoay quanh cách xử tử của Edmond, trong khi nhiều người cho rằng việc sử dụng kế điện nên bị cấm vì đã quá lỗi thời và vô nhân tính, thì luật pháp bang Tennessee lại nói khác. Cụ thể là Edmond đã thực hiện hành vi giết người trước năm 1999 và vào lúc đó thì việc hành quyết trên kế điện vẫn được pháp luật bang này cho phép. Thêm nữa, đây cũng là yêu cầu trực tiếp của Edmond vì ông cho rằng cách này nhanh ra đi và bớt đau đớn hơn. Từ cuối những năm 90, hầu như nước Mỹ đã bỏ hình thức tử hình bằng kế điện, trừ một số bang cho phép tử tù chọn lựa giữa tiêm thuốc độc và kế điện. Trong số đó có bang Tennessee, nhất là đối với các vụ án diễn ra trước năm 1999. Tuy vậy, trong lịch sử bang này, từ năm 1999 đến nay cũng chỉ có hai trường hợp tử hình bằng kế điện mà thôi. Một vụ vào năm 2007 và bản án của Edmond hôm nay là trường hợp thứ hai. Tại nhiều nước, hình phạt tử hình đã được bãi bỏ. Tuy nhiên, với quốc gia như Mỹ, bản án tử hình vẫn hợp pháp tại 31 bang. Trước ngày xử án, các tù nhân sẽ được ăn một bữa đặc biệt theo yêu cầu của họ. Nhiếp ảnh gia ẩm thực người Mỹ Henry Hargreaves là một người không ủng hộ phương pháp tử hình tù nhân. Tuy nhiên, là một người đam mê về nhiếp ảnh và muốn ghi lại những khoảnh khắc cuối cùng của mỗi tù nhân, Henry đã đọc những tài liệu về bữa ăn cuối cùng của các nạn nhân và dựng lại bàn tiệc buồn thương để đem đến cho công chúng. Một cái nhìn thực tế về khoảnh khắc cuối cùng trong tù. Bạn không biết rằng họ sẽ được phục vụ với bát đĩa sành sứ hay bát nhựa hay phải ăn trên đùi hay ăn trên bàn gỗ v.v. Chính vì thế nên tôi muốn khám phá những bữa ăn cuối cùng của các tù nhân. Victor Feguer, 28 tuổi tại bang Iowa của Mỹ, phạm tội bắt cóc và giết người. Hắn được tiêm thuốc tử hình vào năm 1963. Bữa ăn cuối cùng của hắn chỉ có một hạt đậu ô liu. John Wayne Gacy tại bang Illinois của Mỹ bị tuyên án tử hình với tội danh hiếp và giết 33 người. John bị tử hình bằng cách tiêm thuốc độc vào năm 1994. Bữa ăn cuối cùng của hắn là 12 con tôm chiên, một phần KFC, khoai tây chiên và dâu tây. Timothy McVeigh, 33 tuổi tại Indiana của Mỹ, với 168 tội danh giết người, hắn bị tiêm thuốc tử hình vào năm 2001. Bữa ăn cuối cùng của Timothy McVeigh là kem bạc hà và chocolate. Tiki Ray Rector tại bang Arkansas của Mỹ, hắn bị tiêm thuốc tử hình vào năm 1992. Bữa ăn cuối của hắn có thịt bò bít tết, gà rán, bánh quả hồ đào pecan. Earl Forrest, 66 tuổi tại bang Missouri của Mỹ, phạm 3 tội danh giết người và bị tử hình vào năm 2016. Bữa ăn cuối cùng của hắn có thịt bò bít tết, mì ý, trái cây, cà chua cắt lát, dưa chuột, bánh chocolate và sữa. Stephen Anderson, 49 tuổi, tại nhà tù bang California của Mỹ, phạm tội giết người, vượt ngục, trộm cướp. Hắn bị tiêm thuốc tử hình vào năm 2002. Bữa ăn cuối của Stephen có bánh sandwich phô mai, hỗn hợp ngô kem, bánh đào, kem chocolate, củ cải đỏ. Ted Bundy, 43 tuổi, tại Florida của Mỹ, hắn bị tử hình trên ghế điện vào năm 1989 với 35 tội danh giết người hiếp dâm. Bữa ăn cuối cùng của Ted bao gồm bao bít tết tái vừa, trứng chín kỹ, bánh mì nướng bơ kỹ, bơ, sữa và nước cam. Oscar Ray Bolincia, 53 tuổi, tại Florida của Mỹ, bị tử hình vào năm 2016. Bữa tối cuối của hắn có thịt bò tái vừa, khoai tây bỏ lò với bơ và kem chua, salad, bánh mì tỏi nướng, bánh chanh và coca. Stephen Frederick Spear, 54 tuổi, tại Georgia, phạm tội giết người và bị tử hình vào năm 2016. Bữa tối cuối cùng của hắn là một chiếc bánh pizza lớn. Angel Nievesdia, 55 tuổi tại Florida của Mỹ, phạm tội giết người, bắt cóc, cướp và bị tử hình năm 2006. Hắn không muốn có bữa tối cuối cùng và khước từ cả bữa ăn bình thường trong tù. Donnie Lee Garner, 49 tuổi tại bang Utah của Mỹ, phạm tội cướp bóc, giết người, bị tử hình năm 2010. Bữa tối cuối cùng của hắn có tôm hùm, bít tết, bánh táo, kem vanilla, vừa ăn vừa xem phim Chúa tể những chiếc nhẫn. Christopher Brooks, 43 tuổi, tại bang Alabama, bữa tối cuối cùng của hắn có hai chiếc bánh bơ đậu phộng và một lon nước Dr. Pepper. Brandon Jones, 72 tuổi, tại Georgia của Mỹ, phạm tội giết người và bị tử hình vào năm 2016. Hắn từ chối bữa ăn cuối cùng nên được ăn một bữa bình thường trong tù với thịt gà và cơm, củ cải, rau xanh, đậu trắng, bánh mì, v.v. Allen Lee Tinney Davis, 54 tuổi, tại nhà tù Florida của Mỹ, bị xử tử trên ghế điện vào năm 1999. Bữa tối cuối cùng của hắn có tôm hùm, khoai tây chiên, sò chiên, bánh mì bơ tỏi, bia. Teresa Lewis,
41 tuổi đến từ Virginia của Mỹ, bị xử tử vào năm 2010. Bữa tối cuối cùng của hắn có gà rán, đậu và bơ, bánh táo. Thưa quý vị, mọi tội ác đều phải trả giá trước pháp luật. Dù với bất kỳ tội danh nào thì các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Đó cũng là bài học cảnh tỉnh mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.